Hôm 8 tháng 5, Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội ở miền nam Liban, trong khi đó lực lượng Hezbollah cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự của Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các cơ sở quân sự hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở khu vực Remet thuộc miền nam Liban. Các cuộc tấn công đã khiến 3 người ở Liban thiệt mạng. Trong khi đó, thì lực lượng Hezbollah cũng thực hiện ít nhất 10 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel tại Yara và Bironit là các khu vực ở biên giới phía bắc của Israel. Theo truyền thông Liban, các cuộc tấn công của Israel đã sử dụng những loại đạn dược mạnh mẽ nhằm phá hủy các bong ke dưới lòng đất của Hezbollah. Trong khi quân đội Israel xác nhận đã có những vụ nổ thứ cấp tại các địa điểm mà họ thực hiện các vụ tấn công, cho thấy có kho vũ khí tại những địa điểm này. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã bước sang tháng thứ 8, khiến khoảng 150.000 dân thường ở hai bên biên giới Israel-Liban phải di dời. Đồng thời, các cuộc tấn công cũng khiến hơn 325 người bên phía Liban thiệt mạng, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Còn tại Israel, khoảng 20 người, bao gồm cả binh lính và dân thường, đã thiệt mạng. Mỹ và Pháp đã có nhiều nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, các cuộc tấn công ngày càng gia tăng giữa Israel và Hezbollah khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Sau 2 ngày đàm phán giữa Israel và Hamas, thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa có thêm tiến triển. Cả Israel và Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau là bên cản trở việc tiến tới thỏa thuận. Đúng như lo ngại của giới phân tích, tiến trình đàm phán tại Cairo, Ai Cập giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn chưa đạt được đột phá cần thiết để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới. Sau 2 ngày đàm phán, cả Israel và Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau là bên cản trở việc tiến tới thỏa thuận. Theo kênh số 12 của Israel, tại cuộc gặp gỡ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns đang ở thăm Israel hôm 8 tháng 5, lãnh đạo chính phủ và quân đội Israel tiếp tục cáo buộc Hamas đưa ra những đề xuất vượt lằn ranh đỏ và không thể chấp nhận được, khiến cho việc tiến tới thỏa thuận gặp khó khăn. Về phần mình, một quan chức cấp cao Hamas khẳng định với một số nguồn tin rằng việc tiến tới thỏa thuận đã rất gần, nếu không vấp phải sự cản trở từ phía Israel. Các cáo buộc trên của Israel và Hamas được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Cairo, Ai Cập dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar tiếp tục dậm chân tại chỗ và chưa có thêm tiến triển đột phá để tiến tới thỏa thuận. Theo một số nguồn tin khu vực, một trong những bất đồng lớn nhất giữa Israel và Hamas là về số lượng và thời gian trao trả con tin. Cụ thể, về số lượng con tin, Israel yêu cầu Hamas trao trả 33 con tin còn sống, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già. Trong khi đó, thì nhóm vũ trang Palestine đề nghị số 33 con tin này gồm cả sống và đã chết. Về thời gian trao đổi trả con tin, Hamas đề xuất mỗi tuần trả tự do cho 3 con tin, trong khi yêu cầu của Israel là mỗi ngày trả tự do cho 1 con tin. Vòng đàm phán Cairo được khởi động trở lại vào ngày 7 tháng 5, đúng vào ngày quân đội Israel tấn công vào phía đông thành phố Rafah và kiểm soát cửa khẩu Rafah nối giữa dải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập. Theo một số nhà phân tích Ả Rập, cuộc tấn công của Israel vào Rafah là nhằm gây sức ép với Hamas cùng với các nhà trung gian quốc tế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, bước đi này đã vấp phải sự phản đối và lên án gay gắt của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Các quốc gia khu vực này khẳng định tấn công là bước leo thang nguy hiểm, kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp nhằm ngăn chặn hành vi này. Tình hình nhân đạo tại dải Gaza hiện nay được giới chức châu Âu đánh giá là vô cùng tồi tệ và nguy cấp khi cửa khẩu chính Rafah, nơi tiếp nhận hàng hóa viện trợ đã tê liệt sau khi bị lực lượng phòng vệ Israel chiếm quyền kiểm soát. The Guardian ngày 8 tháng 5 đưa tin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo Israel rằng cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza sẽ gây ra cơn ác mộng nhân đạo. Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra sau cuộc đụng độ nhỏ lẻ giữa Israel và Hamas ở Rafah và khu vực lân cận hôm 7 tháng 5.
trong đó thì Israel đã điều quân và khí tài quân sự đánh chiếm cửa khẩu Rafah tại dải Gaza nối với Ai Cập, ngừng mọi hoạt động di chuyển của người và hàng hóa tại đây. Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc Jens Lecker xác nhận cửa khẩu Rafah đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phòng vệ Israel. Theo The Guardian, khoảng 1 triệu người trên khắp Gaza đang trú ẩn ở Rafah sau khi phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc tấn công trước đó. Nhiều người đang sống trong những căn lều hoặc những nơi trú ẩn đông đúc trong trường học và lo sợ họ sẽ phải rời đi. Có người đã phải sơ tán 5-6 lần do giao tranh lan rộng. Bà Gana Lubat, 46 tuổi, đang ở trại tị nạn Jabalia chia sẻ: "Chúng tôi rất mệt mỏi vì đã phải chuyển đến 8 nơi kể từ khi rời khỏi nhà vào đầu cuộc xung đột. Bây giờ chúng tôi sẽ đi tiếp về phía Bắc để tìm nơi an toàn." Thực tế này một lần nữa được Cao ủy về An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell nêu lên trong cuộc phỏng vấn báo chí ngày 8 tháng 5. Ông Josep Borrell cho rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bất chấp mọi yêu cầu của quốc tế để tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah, khiến dải đất Gaza không còn nơi nào an toàn, đồng thời cảnh báo về số lượng thương vong lớn trong thời gian tới. Giới quan sát nhận định, tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu cho thấy khả năng về việc đạt được một lệnh ngừng bắn tương đối thấp. Dẫu vậy, hàng loạt quan chức Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn đang ngày đêm làm việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn cho dải Gaza, cũng như tìm thêm lối thoát cho hàng hóa nhân đạo. Trong một diễn biến mới nhất, chính quyền Mỹ vừa quyết định dừng chuyển 3.500 quả bom thông minh cỡ lớn cho Israel, gồm 1.800 quả bom loại 907 kg và 1.700 quả bom trọng lượng hơn 220 kg. Một quan chức Mỹ tiết lộ, quyết định dừng chuyển giao được đưa ra do Israel đã không thông báo một cách đầy đủ cho Mỹ về hoạt động tác chiến lớn tại Gaza. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến của Israel vào dải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Chính quyền Mỹ quyết định dừng chuyển giao vũ khí cho đồng minh Israel theo kế hoạch. Động thái được tiến hành trong bối cảnh giới chức Mỹ thời gian qua liên tiếp bày tỏ sự không hài lòng về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại Gaza, khiến quá nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Nhà phân tích Corey Schechter đánh giá mức độ tàn phá tại Gaza, thậm chí còn nặng nề hơn tại thành phố Dresden của Đức giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai. Trước đó, thì báo cáo của Cơ quan Hành động Bom mìn Liên Hợp Quốc nhận định cần khoảng 14 năm để dọn dẹp đống đổ nát lên tới hơn 36 triệu tấn ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8 tháng 5 nhấn mạnh sẽ không cung cấp vũ khí tấn công mà Israel có thể sử dụng để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Rafah, thành phố ở phía nam Gaza, vì lo ngại cho sự an toàn của hơn 1 triệu thường dân đang trú ẩn tại đây. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ Israel và sẽ cung cấp tên lửa đánh chặn Iron Dome cũng như các vũ khí phòng thủ khác. Nhưng nếu Israel tiến công vào Rafah, Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo. Mỹ đã cung cấp số lượng viện trợ quân sự khổng lồ cho Israel. Viện trợ đã tăng chóng mặt sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng, trong khi hơn 200 người bị bắt làm con tin. Những bình luận của ông Biden cũng như quyết định của ông vào tuần trước về việc tạm dừng vận chuyển bom hạng nặng tới Israel là những biểu hiện rõ nhất cho thấy khác biệt ngày càng gay gắt giữa chính quyền của ông và chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.